thời gian đi trồng rừng hái các bạn ơi. Thôi mua sầu rẫy nha. Tôi biết cái sầu rẫy cho em ra mà. Dạ. Nó tới các bạn kia mà. Sầu rẫy ngon. Ngon lắm. Ngon thứ thiệt á. Thái Lan thu xa phải không? Ngon thôi, Thái Lan thu xa luôn rồi, đi Phú Quốc là số 1. Mình vô trong vườn hái và mất công quá, thôi mua đại đi cho rồi đi. Ngon á, tôi ăn sầu riêng này, con ma sầu riêng á, tôi ăn trời ơi, một ngày tôi ăn 2 kg á. Cái này chôm chôm Phú Quốc cũng ngon tuyệt vời luôn. Chôm chôm Phú Quốc ngon tuyệt vời luôn á. Tại Phú Quốc ở đây là cái vùng đất mà mưa Phú Quốc á, nó cái này mua trái Lucky Ma ngon lắm thằng. Lựa trái Lucky Ma đi. Khỏi vô vườn mua chi cho nó mất công cực, trái Lucky Ma là ngon lắm. Đó. Ủa này chưa có nứt, nứt nẻ mới ăn được. Nó chát lắm, còn mũ lắm. Thì mình phải để dành. Mình phải chín ăn mới ăn được. Mình phải để dành phải không? Chứ nào mà nó nứt nẻ trong ăn mới được, còn vậy nó chát lắm, mũi không nè. Sầu riêng này, chôm chôm này, trong vườn hái ra nè các bạn. Chôm chôm ngon thiệt. Rồi. Anh đâu chưa ngon thì chịu ra lấy trái nữa, nó lâu lâu mới con đợt. Đừng quá nhìn thấy nó xấu xấu vậy chứ mà không ngon lắm. Chào các bạn nha. Xấu xí mà ngon. Mình chạy xe trên đường đó các bạn mà mình hửi cái mùi sầu riêng. Mình thấy chịu không nổi rồi. Một cân mình nó nói thôi dừng lại, bóc một trái về. Nếu mình chạy vô vườn mình mua thì cũng được, nhưng mà nó mất công quá thôi. Cho tôi lời chút đỉnh mình mua luôn không. Mỗi khi mình ăn thì vô vườn mình mua. Cái sầu riêng, mùi sầu riêng nó hấp dẫn quá các bạn. Nó vàng khè luôn, trời ơi. Trời ơi, sao mà nó ngon vậy chứ. Chúng mình không có cho mình ăn nhiều. Không phải sợ mình lên đường nhưng mà sợ mình nổi mụn. Sầu riêng nó nóng, nó nổi mụn, nhưng mà mình có cách trị rồi. Mình có cách trị nổi mụn, mình ăn kèm cái gì khác vô để mình trị nó. Cho cắt miếng con. Trời ơi, một muối thôi, muối cho bẻ muối chút xíu đuôi. Cái phim ăn nữa. Cái tay bóc chúng cái phần thôi. Vậy xong thôi. Cái phim không ăn. Chôm chôm này các bạn, chôm chôm mà Phú Quốc ở nhà trong vườn luôn đó nha. Mình nhìn nó. Ừ. Rồi cái trái trái ngon gì? Trái rồi. Gì? Trái Lucky Ma. Lucky Ma. Ú. Vừa hết nổi nè các anh ơi. Mình là con ma sầu riêng các bạn. Chín cây á, tính lấy hai trái ăn ngoài vườn á mà nghe cái mùi nó bốc vô mũi mình á. Cái vỏ nó xanh mà chín cây, cái này không phải là sầu riêng thuốc nha, nó không có ngâm thuốc nha. Chín cây mình nhìn cái cuốn mình biết liền, cái vỏ nó Phú Quốc mà chắc. Đúng. Người Phú Quốc người ta nói tới thuốc người ta ghét đó. Ta thật thà, ta bán mua ra bán vậy rồi, chứ không nói thà làm mắc mắc một chút. Mình không mua thôi. Ngồi mình vô trong vườn mình hái thì nó rẻ hơn, thôi kệ đi. Bỏ thời gian ra nhiều quá mệt. Chôm chôm thì thôi, thấy thì cái gì cưng, lấy cho ma. Ta cầm lên. Trong vườn luôn nha, Phú Quốc có trồng lấy cho ma. Rồi các bạn. Cái này nứt mà như thế nào, mình phải chờ nó nứt ăn mới được. Chấm là mình trái Lucky Ma hồi nhỏ mấy chục năm rồi mới ăn rồi, chứ là nghe thấy là trái Lucky Ma. Sầu riêng organic này tắt ra dễ quá thôi. Tại nó chín rồi. Rồi thôi xin chào các bạn nha. Chưa còn muối nữa. Nên là ngày 7 tháng 8 đi bơi về đi biển về xong ăn. Chín cây rồi dễ tắt lắm. Ồ, cục cứng. Bẻ trong cái ngọn đi cục cứng. Hả? Bẻ trong miếng cái ngọn cho đỡ thèm. Cho đi miếng muối nữa. Vậy quay chồng nữa, cái phần này vợ quay chồng nữa. Hả? Hả? Một kiếm. Đứa thôi, vợ quay tiếp tục cho. Nó thơm dữ vậy anh. Thơm béo dữ vậy. Hai vòng đi bơi giờ chưa tắm rửa chưa chữa hai trái gì hai trái thôi ăn quá rồi nó nóng quá nó nổi cái mục gì ở lưỡi á kì rồi á kì rồi ăn tới ba trái hai chồng ăn ba trái á nó nổi cái mục gì luôn á không thì này mình biết rồi Phú Quốc này nó có chất kháng là sinh sâm và sinh sáo ăn xong rau má ngon rau má sinh sáo rau má Phú Quốc ngon dữ thật đậm đà chất lượng.
uống nó vô nó mát. Đi bơi sáng giờ mấy tiếng hồ rồi đó, về chưa tắm rửa vậy hết á. Chôm chôm này ngọt cuốn hết biết nha. Chôm chôm nó ngon, nó giòn. Cái này cái loại chôm chôm gì? Chôm chôm đường. Chôm nhìn thấy nó xấu xí vậy nha. Bởi vì trái cây Phú Quốc á, nhìn thấy nó xấu xí chứ đừng có khi dễ nè. Ăn vô là nó ngon tuyệt vời luôn á, nó giòn, nó thơm mà nó chắc. Chắc lắm, nó không có mà biểu giống như mà mấy cái đồ người ta nuôi thuốc tăng trưởng đâu. Này mưa Phú Quốc. Cái này nó nức nức là chín cây nè chồng. Trái lê kima nức nức là ăn liền được rồi nè. Chín cây ngon. Ngon quá. Cảm thưởng trái sầu riêng nè. Trái chôm chôm. Nhìn thấy cái gai nó kỳ quá. Nhìn thấy nó xấu xí nhưng mà ăn ngon dễ sợ ngon á. Ngọt lắm rồi. Ngon, nó giòn. Nó ngọt mà giòn mà nó chắc cái cuốn. Này cái lê kima nè. Lê kima hả? Lê kima. Ngon dữ thôi nè. Sao cũng ngon dữ vậy nè. Mấy chục năm mấy chục năm mới được ăn. Chết lê kima. Chín cây. Ngon quá. Sao nó ngon quá vậy? Ngon lắm. Sao mà có cái lê kima thì tình nó ngon dễ sợ. Không biết được sao. Chúng ta ngon quá. Mà ăn bổ gì? Không biết. Phải vô Google sợ cái nó bảo cái gì. Tôi không có trái lê kima. Vô sợ cái lê kima là cái gì ăn bổ gì. Hồi nít, hồi đó còn nhỏ đi học cái hay trèo lên cây lê kima hái ăn. Giờ thấy Phú Quốc người ta bán cái trái nào ngon quá ngon dễ sợ nó béo. Cây đây ăn ngon mấy ha. Cái bánh xèo củ hủ dừa ngon quá. Bánh xèo củ hủ dừa củ gì? Củ hủ. Cái sao ngon? Củ dừa. Nó là cái đọt non. Khi người ta đốn dừa cái cây đọt non ở cái lõi ở trong. Bánh xèo củ hủ gì? Nó ngon hơn măng. Ngon củ sắn nó giòn ăn á. Ngọt xớp mà béo béo. Như chín mà ta lấy đốn xong rồi móc ra. Thịt vịt rồi bầm ra. Xào với đậu xanh có vỏ. Đậu xanh có vỏ hấp cho mềm rồi xào với thịt vịt. Ngon dữ vậy kìa, nằm quen. Ăn chứ. Ăn chứ. Bỏ con xuống ăn. Ngon con. Ok. Bye bye các bạn. Chào các bạn nha.